Vâng, kính thưa quý vị, cuộc ẩu đả vừa qua giữa đội tuyển U22 Indonesia và đội tuyển U22 Thái Lan thì cũng dần đi đến những kết cục cuối cùng rồi. Thế nhưng vừa qua một thông tin đặc biệt mà chúng tôi nói về một người khi mà đã có cái hình ảnh chia sẻ đã bị đấm vào mồm và thậm chí thì rách cả môi khi mà răng thì nó vập vào môi khiến cho ông này đã bị chảy máu khá là nhiều. Thế nhưng cái thân phận của con người này thì lại không hề đơn giản. Nó không phải là một trợ lý hay là một thành viên gì đó của Liên đoàn bóng đá Indonesia, mà thực ra đây đó lại là ông trưởng đoàn của U22 Indonesia ở giải đấu năm nay, một cái thân thế thực sự không phải dạng vừa. Cụ thể đó là ông Kobet Ponsumari, người vô tình trúng đòn khi mà lao vào ngăn cản những cầu thủ của U22 Indonesia và cả U22 Thái Lan thì đã từng là sĩ quan cảnh sát và thậm chí hiện nay đang đóng vai trò đã được trưởng đoàn của đội bóng xứ sở bạn đảo ở SEA Games 32. Vừa qua thì sau trận chung kết một cách vô cùng hỗn loạn vừa qua thì cái tên đó là Sumari bỗng trở thành một chủ đề rất được quan tâm ở trên mạng xã hội vừa qua của các dân mạng cư dân mạng Đông Nam Á. Các cổ động viên của khắp Đông Nam Á sau đó thì cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ và giật mình khi biết được cái thân thế của người duy nhất ngày hôm qua có được hình ảnh đó là đổ máu trong cái màn hỗn chiến giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Cụ thể thì ông Kobet Ponsumari là sĩ quan cảnh sát công tác rất nhiều năm ở tỉnh Đông Rava, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Indonesia từ năm 1998 và ông từng làm đến chức phó giám đốc sở cảnh sát của Metro Area. Và sau gần 20 năm làm trong ngành cảnh sát thì ông này đã chuyển sang lĩnh vực quản lý bóng đá. Năm 2016 thì ông trở thành giám đốc của một câu lạc bộ đó là Bhayangkara. Sau đó thì chuyển sang bên phía Liên đoàn bóng đá của Indonesia công tác từ năm 2019 đến nay. Và từ đó đến nay thì ông ấy là trưởng đoàn của đội tuyển U22 Indonesia trong tất cả các giải đấu quốc tế trong 5 năm vừa qua. Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 vừa qua, như được biết thì ông này thậm chí đã bị đấm, bị ngã ra sân trong lúc hỗn loạn và thậm chí lúc ngã rồi vẫn bị bồi thêm mấy phát nữa và vị trưởng đoàn của U22 Indonesia sau đó đã bị sứt môi chảy máu khá nhiều. Và có lẽ rằng cái lực va chạm quá mạnh đã khiến cho vị sĩ quan này đã phải đi đứng rất lảo đảo. Sau đó thì rất nhiều người phải đứng ra để dìu ông ấy về khu vực ghế ngồi. Và có một thông tin rất đặc biệt đó là sau khi mà có được những cú đấm vào mặt của ông trưởng đoàn bên phía Indonesia thì trợ lý huấn luyện viên của Thái Lan đã đến khóc lóc để mà xin lỗi. Cụ thể thì trợ lý huấn luyện viên trưởng của tuyển Thái Lan đã cảm thấy rất hối hận vì hành vi tấn công trưởng đoàn của U22 Indonesia ở trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra vào tối ngày 16 tháng 5 khi mà hai bên đã có gặp nhau, gặp chính ông trưởng đoàn, ông Sumadi và có nói như thế này: "Tôi rất muốn nói lời xin lỗi, người trợ lý này vừa khóc và xin lỗi ông trưởng đoàn của U22 Indonesia." Sau đó thì ông này cũng chỉ đáp lại ngắn gọn thôi, không có vấn đề gì cả. Và sau đó thì đôi bên cũng đã trao cho nhau những cái ôm vô cùng thắm thiết. Và thậm chí thì trợ lý huấn trưởng của đội tuyển U22 Thái Lan còn bắt tay huấn trưởng ông Indra Safi rồi các quan chức khác, rồi sau đó òa khóc để có thể mong mọi chuyện là sẽ được giải tỏa một cách êm đẹp nhất. Và một số các cổ động viên bóng đá Việt Nam thậm chí còn đùa rằng là động vào ai chả động, lại động ngay đến ông trưởng đoàn lại có một cái thân thế khủng lớn như thế này, thì không xin lỗi nhanh, không xin lỗi luôn thì may ra còn kịp, chứ không để lâu nữa thì có khi là họ còn cho đủ ăn đủ, đúng không ạ? Và đây có lẽ là câu chuyện đùa thôi, bởi thực tế thì nó cũng chỉ là một câu chuyện liên quan đến câu chuyện bên ngoài sân cỏ thôi. Còn ông trưởng đoàn của Indonesia hiện nay bị ăn đấm thì đương nhiên ông cũng là người đầu tiên chịu thiệt thôi, còn cái vụ việc sau đó xử lý giải quyết như thế nào thì nó cũng là cái câu chuyện phía sau thôi. Đương nhiên người bị đánh thì cũng là người bị thiệt rồi. Còn một câu xin lỗi tôi nghĩ rằng cũng không đơn giản là xong đâu. Có thể là nhiều người nói rằng đàn ông thì đấm nhau người ta xin lỗi xong thế là xong, không vấn đề gì, nhận lỗi là được. Thế nhưng rất nhiều câu chuyện khác nhau mà chúng ta thấy rằng không phải đánh người sau đó xin lỗi mà xong được, đúng không ạ? Sẽ có rất nhiều những vấn đề khác mà thậm chí pháp luật thì cũng sẽ vào cuộc. Và đương nhiên thì trong cái vụ việc này liên quan đến những vụ ẩu đả vừa qua thì phía ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng đã có được những cái động thái đầu tiên và những án phạt cực nặng đã được đưa ra. Thế nhưng trước khi có những án phạt này thì ngay bên phía Liên đoàn bóng đá của Thái Lan, người đứng đầu của Liên đoàn bóng đá nước này đã đứng ra xin lỗi và nói rằng là sẽ có một lệnh điều tra khẩn cấp cái vụ ẩu đả tại chung kết SEA Games 32 và sẽ có những hình phạt thực sự rất nặng dành cho những thành viên gây ra cái vụ bê bối này. Trong thông báo được đăng tải trên trang chủ thì Liên đoàn bóng đá của Thái Lan đã viết như thế này: "Chúng tôi rất buồn với sự việc đã được diễn ra
ở trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 ngày 16 tháng 5. Với kết quả thì bên phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho rằng U22 Thái Lan xứng đáng lọt vào trận chung kết với một lối chơi tích cực. Các cầu thủ có thể phát triển hơn nữa ở trong tương lai dù chỉ giành huy chương bạc thôi. Mà kết quả có thể không như mong đợi của huấn luyện viên và cầu thủ. Tuy nhiên thì bóng đá là một môn thể thao cạnh tranh khốc liệt. Người thắng có cái kết đẹp, còn đội thua thì sẽ phải rút kinh nghiệm và sẽ phải sớm đứng dậy. Bên cạnh đó thì bên phía Liên đoàn bóng đá của Thái Lan muốn bày tỏ sự thất vọng và lời xin lỗi về cái sự việc hỗn loạn vừa qua diễn ra trong trận đấu. Một hình ảnh rất xấu xí và gây thiệt hại rất lớn dành cho bóng đá Thái Lan. Mà không chỉ dừng lại ở câu chuyện xin lỗi không, mà người đứng đầu của Liên đoàn bóng đá Thái Lan có khẳng định rằng sẽ sớm lập một ủy ban điều tra để phạt thật nặng những cá nhân có liên quan, chứ cần biết là bên phía Liên đoàn bóng đá của Đông Nam Á có xử phạt hay không khi mà có khẳng định như thế này. Đội ngũ huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm hơn cao hơn cả. Họ được coi là những người phải duy trì hình ảnh đẹp, đại diện cho quốc gia. Họ phải nhận thức điều đó trong mọi giây phút, phải giữ được sự bình tĩnh dưới áp lực cao của các trận đấu. Chúng tôi sẽ thành lập ban ủy ban điều tra để tìm ra sự thật về câu chuyện này. Sẽ có hình phạt nặng, không có sự bao che nào cho những người gây ra thiệt hại này. Và quá trình này sẽ bắt đầu ngay khi mà đội về nước. Chúng tôi thành thật xin lỗi và sẵn sàng lắng nghe lời đóng góp của sự việc tương tự và mong rằng nó sẽ không lặp lại. Nhưng tôi nghĩ rằng đây chỉ là câu chuyện có lẽ rằng cũng chỉ là xoa dịu dư luận thôi. Bởi thực tế là các cổ động viên của Thái Lan họ cũng đang cảm thấy rất đau lòng. Và thứ hai nữa, đương nhiên là sẽ có những hình phạt đưa ra dành cho Liên đoàn bóng đá của nước này. Và cụ thể đó là phía Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á trong ngày hôm nay. Họ cho biết là đã có tất cả đủ những chứng cứ về những sai phạm của từng thành viên của cả hai đội bóng. Bởi tất cả đã được ghi hình rất rõ trong trận đấu vừa qua. Hơn nữa thì trong ghi chép, trong biên bản sau trận đấu thì trọng tài chính có nêu rõ U22 Thái Lan và U22 Indonesia đã có tới hơn 50 người cùng tham gia vào vụ việc này. Tất cả đã được ghi chép để gửi lên ban kỷ luật của AFF. Những cầu thủ và thành viên của ban huấn luyện trực tiếp tham gia vào cảnh xô xát và đặc biệt những người nhận thẻ đỏ sẽ bị phạt nặng. Án cấm thi đấu có thể lên tới 12 tháng. Riêng liên đoàn của hai đội bóng này cũng sẽ bị xử phạt nặng và sẽ phải nộp phạt một số tiền rất lớn. Thậm chí sẽ bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong một thời gian nhất định. Còn riêng với Liên đoàn Indonesia, hình phạt có thể sẽ bị tăng nặng vì đây là hành vi được cho là tái phạm nhiều lần. Đó là những gì mà bên phía ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á có cho hay. Bên cạnh đó họ cũng nói rằng là sẽ có những hình phạt cảnh cáo với những người đứng đầu của hai liên đoàn khi để xảy ra câu chuyện này. Mà tôi nghĩ rằng đó là hình phạt chắc chắn là phải đưa ra, phải thích đáng và thực sự phải rất nặng dành cho những gì đã diễn ra. Bởi đây không phải lần đầu tiên. Và chúng ta nhớ rằng là tại SEA Games 31 thì cũng là Indo và cũng là Thái Lan vẫn cứ đấm nhau như bình thường, thẻ đỏ rút ra lia lịa. Và giờ đây câu chuyện nó thậm chí nó còn tăng nặng hơn nhiều. Còn vừa qua hai bên ôm nhau, xin lỗi nhau, khóc nức nở thì tôi nghĩ rằng cũng vì cái lý do là cái ông kia là ông là một người đứng đầu trưởng đoàn của Indonesia thôi. Còn nếu mà là một người bình thường thì tôi nghĩ rằng là cái ông trợ lý của Thái Lan cũng không sang xin lỗi đâu, mọi chuyện chắc cũng thế là xong thôi. Vì vậy mà tôi hy vọng rằng sẽ có một cái án phạt nặng nhất. Đương nhiên thì cũng chẳng ai mong muốn cái điều đó xảy ra đâu. Thế nhưng nó đã xảy ra thì chúng ta cần phải có sự nghiêm khắc hơn. Bởi từ những sự nghiêm khắc đó thì sau đó họ mới có được những bài học kinh nghiệm quý giá. Và thực sự là họ phải khắc sâu đúng không ạ? Còn đương nhiên thì câu chuyện vừa qua tại sao lại liên quan đến cái việc là xảy ra một vụ gọi là tẩn nhau đến dã man như vậy thì trọng tài cũng là có một vấn đề. Vừa qua thì U22 Thái Lan họ không chấp nhận bàn thua thứ hai bởi họ cho rằng là cái hành động đó thì bên phía Indonesia đã chơi không đẹp. Và huấn luyện trưởng của đội tuyển U22 Thái Lan có nói rằng là kể cả thua 10 không được, không làm sao cả. Thế nhưng việc bị thủng lưới trước đội tuyển U22 Indonesia trong cái bàn thua thứ hai khiến cho ông ấy cảm thấy không phục. Và chính điều đó cũng khiến cho những cầu thủ của U22 Thái Lan họ cảm thấy bực mình và mới gây ra cái câu chuyện vừa qua. Đó là tình huống mà cầu thủ Witan Suleiman đã làm sân đau đớn sau pha va chạm với cầu thủ Thái Lan. Đây là tình huống rất nhạy cảm. Sau đó thì trọng tài đã cho các bác sĩ vào sân rồi đã thả quả bóng ở khu vực sân nhà của Indonesia. Sau đó thì hậu vệ của Indo đã phá bóng rất mạnh. Rồi sau đó thì đã có một bàn thắng khi mà lưng qua đầu của thủ môn U22 Thái Lan nâng tỷ số lên 2-0. Và hai bên thì cũng cãi nhau khá nhiều. Bên Thái Lan thì cho rằng bàn thắng đó không hợp lệ và khẳng định rằng là bên phía U22 Indonesia đã chơi không đẹp, không fair play. Nhưng bên phía của U22 Indonesia thì cũng khẳng định luôn là theo luật thì bàn thắng đó được công nhận và bàn thắng đó là hợp lệ
khi mà cũng đã có đủ được 2 chạm sau khi mà trọng tài đã có tình huống thổi còi. Còn hiện nay thì thôi, câu chuyện cũng đã xong rồi. Bàn thắng có đúng luật hay không hay là sai như thế nào thì mọi thứ cũng đã xong. Còn hiện nay thì tôi rất mong muốn rằng mọi thứ sẽ được đưa ra, phải có những hình phạt thích đáng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Với những phát biểu vừa qua của Ủy ban quy luật của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thì hình phạt sẽ được đưa ra sẽ là như thế nào nhé. Còn tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.